Hello, xin chào anh em. Vâng thì mình đang có những chiếc iPhone 12 Pro đấy nhá. Đó, anh em nhìn nhá. Khác cái là nó vuông vuông đúng không? Đó, đây là những chiếc iPhone 12 cũ mà bên mình đang bán, 12 Pro nhá, 12 Pro cũ mà mình đang bán này. Đó, hiện tại bây giờ máy cũ nhiều lắm mà lại còn rẻ nữa. Bây giờ nó là năm 2022, máy này thì ra mắt từ tháng 9 năm 2020. Đến bây giờ là gần 2 năm rồi. À, thế nên là những chiếc máy này máy cũ rất là nhiều và hiện tại rất là rẻ. Và tất nhiên rồi, video này thì mình sẽ làm một cái clip giới thiệu và hướng dẫn cho anh em. Mục đích của mình chính là hướng dẫn anh em cái chọn mua máy thôi. Nhưng mục đích phụ là quảng cáo thương hiệu bên mình. Đó, thì hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này rất là rẻ nhá. Giá hiện tại chiếc máy này thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình chưa đến 20 triệu. Hơn 19 triệu là anh em đã thể sở hữu một chiếc máy quốc tế đẹp, long lanh như những chiếc máy mình đang có trên màn này rồi. Đó là cái lý do mình muốn giới thiệu thương hiệu ở đây, bởi vì hiện tại mình đang bán chiếc máy này rất rẻ. Anh em có thể lựa chọn nhiều thương hiệu khác lớn hơn hoặc nơi bán máy cũ khác thì bây giờ nó phải trên 20 triệu cơ, nhưng mà bên mình bán máy này chưa đến 20 triệu. Đó thì là cái mức giá rẻ nhất nhé. Còn những chiếc máy thì vẫn hơn 20 triệu, đó là chuyện bình thường. Những máy rẻ ở đây là như nào, là những chiếc máy mình đang cho anh em xem này, là những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc và 99% live lưu luôn, có nghĩa là có pin cao, có pin thấp và là 128GB nhá. Đó thì giá của nó chỉ chưa đến 20 triệu thôi. Đó, thì Hàn Quốc vì sao nó lại rẻ như vậy, nó khác Mỹ ở điểm nào thì bây giờ video này mình sẽ nói. Mọi người cùng xem nhá. Đó, thì đầu tiên thì mình nói này, máy Hàn Quốc hay máy Mỹ hay máy bất kỳ nước nào ấy thì nó đều là 12 Pro và nó chẳng khác nhau tí nào cả. Đó, khác nhau ở đây nhiều cái anh em thấy quảng cáo hàng Singapore giá 2 triệu rồi nó khác thôi. Đó, chứ còn 12 Pro cả tất cả thị trường thế giới, nếu mà là hàng chuẩn, không phải là hàng Singapore trong ngọc kép nhé, thì nó giống hệt nhau thôi, nó chẳng khác nhau thế nào cả. Nó chỉ khác nhau về cái phần mềm, nó khác nhau về cái những cái tiêu chuẩn của cái nước đấy người ta đề ra thôi, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. À quên mất, hàng Mỹ thì nó khác một chút xíu nữa, bởi vì hàng Mỹ nó có thêm anten 5G bên đấy, anten 5G CMA ấy, thì nó sẽ khác một chút xíu nữa, tí mình sẽ chỉ cho anh em cụ thể. Thì cái nó rẻ ở đâu, nó rẻ ở một cái là đó là máy Hàn Quốc hiện tại là nó không tắt được âm chụp ảnh, chỉ trừ bật chế độ live photo lên thì nó mới tắt được chụp ảnh thôi. Còn nếu mà chúng ta chụp ảnh bình thường tắt bật chế độ room chúng ta vẫn có tiếng cạch cạch âm chụp ảnh, bởi vì ở bên khu vực là Hàn Quốc với cả Nhật Bản ấy, cả nước Nhật Bản nó bị như thế luôn, nhưng Nhật Bản nó không rẻ, thế là mình không muốn làm video về máy Nhật Bản làm gì cả. Mà Nhật Bản nó giá ngang với Mỹ rồi đó. Vì sao nó lại làm như vậy thì mình nghĩ là có lẽ là do cái văn hóa bên đấy nó hay chụp trộm, hay chụp lén ở những khu vực công cộng ấy, thành ra đất nước đó thì người ta mới làm cái là không tắt âm chụp ảnh đi. Cả máy Samsung ở Hàn thì chúng ta không tắt âm chụp ảnh. Nhưng mà vì Samsung là nó quá là nhiều mà mọi người không soi, nhưng mà iPhone mọi người rất soi cái tính năng đấy. Chính vì vậy mà chả hiểu sao máy Hàn nó cứ rẻ, mà cứ rẻ thì mình cứ bán, mà cứ bán anh em cứ mua dùng thôi. Anh em không quan trọng vấn đề tắt âm chụp ảnh, bởi vì chúng ta sẽ có cái thủ thuật để tắt âm chụp ảnh mà. Đúng. Thì bây giờ thì đi vào vấn đề mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc máy chuẩn nhá. Vậy thì nó dễ hơn, máy Hàn mình nói sơ qua như vậy, tí mình sẽ làm chi tiết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mua một chiếc máy chuẩn. Thì chúng ta được biết ấy, iPhone thì nó vẫn là một trong những chiếc điện thoại thuộc dạng cao cấp, đẳng cấp. Đến bây giờ rất nhiều chị em, rất nhiều, nói chung là nói iPhone thì ai cũng biết rồi. Thì hiện tại bây giờ xịn nhất nó là iPhone 13 Pro Max. Xịn nhất là 13 Pro Max nhé. Thì nó mới ra mắt vào tháng 9 của năm 2021. Còn 12 thì nó là đời trước. Nhưng về hình dáng và thiết kế thì gần như nó không khác gì nhau. Nó không khác nhau đâu, thế nên chiếc 12 này nó vẫn được ưa chuộng rất là nhiều. Đó, thì chiếc 12 Pro này so với những chiếc 12 Pro Max nó khác nhau như nào? Thì đơn giản thôi, nó chỉ to hơn thôi nhá. Đây là chiếc 12 Pro Max này. Và đây là chiếc 12 Pro, mình sẽ bỏ qua một bên nhá. Mình sẽ xếp sang một bên này. Mình sẽ cẩn thận, bởi vì đây là những chiếc máy mà cũng giá tầm gần 20 triệu cơ, không phải là ít tiền. Đối với một số người nó không phải đáng bao tiền cả, nhưng đối với mình, bản thân mình bán điện thoại đây nó sản phẩm rất là đắt tiền. Đó, mình coi như vậy. Bởi vì bản thân mình đang dùng cái chiếc điện thoại chỉ có mấy triệu mà. Đây nhá, nó chỉ khác cái 12 Pro Max hay 13 Pro Max là nó nhỏ hơn một chút xíu thôi. Đây. Đó thì 12 Pro này nó nhỏ như này nhá, còn đây là 12 Pro Max. 12 Pro Max thì mình đã làm video nhiều rồi. Mình sẽ sắp tới mình có hàng Hàn về đấy, nó rẻ thì mình sẽ làm video khác sau. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu 12 Pro nhá. Đây thì nó bé như này. Và 12 Pro thì cũng như 12 Pro Max ấy thì là nó có những chiếc máy màu sắc như này nhá. Nó sẽ có 4 màu. Nó sẽ có 4 màu. Cái màu đặc trưng nhất của con 12 Pro đó là 12 Pro Max, đó là cái màu xanh này. Màu xanh lam. Đó, sang 13 thì nó là xanh khác rồi. Tiếp nữa là cái màu cơ bản xuyên suốt từ các đời iPhone từ trước đến nay hay có, đó là cái màu trắng viền bạc nha. Đó, cái màu mà được mọi người ưa chuộng, màu của châu Á, đó là màu vàng gold.
Đây. Là cái cơ bản đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều màu này, 13 Pro Max nào, màu này 13 Pro Max nào này. Và cái màu mà gọi là cái màu giản đơn nhất cho những người không quan trọng về màu sắc và thích cái sự yên tĩnh thì sẽ là cái màu đen như này, màu xám như này. Đó, thì 12 Pro Max cũng như 12 Pro ấy là nó chỉ có 4 màu như này thôi nhá. Thế nên là khi anh em đi mua máy ấy, mà có thấy cái màu xanh nhạt ấy, thì đấy là 13 Pro Max, à 13 Pro. Thế còn 12 Pro. Đó, 12 Pro chỉ có màu này thôi. Còn nếu mà anh em mà thấy cái màu nào ví dụ màu đỏ hoặc màu vàng ấy thì nó không phải là 12 Pro mà nó chỉ có 4 cái màu như này thôi. Đó, nha, nó chỉ có 4 màu này thôi. Đấy là cái lưu ý mà khi chúng ta đi mua hàng. Còn về hàng Hàn Quốc, để phân biệt giữa hàng Mỹ thì dễ thôi, hàng Hàn Quốc và các hàng nước khác thì bên trên sau lưng máy đều giống hệt nhau. Thì ở đây là mình có chương trình Tết ấy, thì mình sẽ bóc ra cho mọi người hình dung nhé. Đây này, các màu là sẽ giống hệt nhau thôi, nó không, sau lưng nó sẽ giống hệt nhau, nó không có khác nhau một tí nào cả, sau lưng nó sẽ không in bất cứ một cái gì cả. Đấy, mình thì mình chưa cầm được trên tay một con bản châu Âu nào, hay là mình có cầm rồi nhưng mình không để ý, nhưng mà cũng gần như vậy, nó không có một cái ký tự nào sau lưng này. Nhiều khách hàng lại bảo tại sao ngày xưa nhớ là iPhone nó có in cái thông tin đằng sau lưng mà, nhưng in thông tin đằng sau lưng ấy thì nó chỉ có iPhone 7 thôi, sang iPhone 8 rồi nó chỉ còn chữ iPhone, sang iPhone XS Max chỉ còn chữ iPhone, nhưng sang đến iPhone 11 là nó bỏ chữ iPhone đằng sau lưng rồi, nó chỉ có trơn như này thôi. Bản iPhone 11 ấy thì nó bản châu Âu thì nó có thêm một cái ký tự hình tương tác ở đây, nhưng mà bản 12 thì mình chưa thấy một con nào có một ký tự ở đấy. Thế nên là lưu ý là sau lưng của chiếc iPhone 12 Pro nó chỉ có cái logo quả táo nằm ở giữa thôi nhá. Đây này, chỉ có bốn màu như này và chỉ có logo quả táo nằm ở giữa này, và các logo nó sẽ có màu tương tự như cái màu lớp lưng và nó in bóng lên, và nó sẽ được in chìm chứ không phải in nổi nhá. Thế nên khi đi mua máy mà nhìn thấy in nổi lên thì chắc chắn nó là hàng fake rồi nhá. Một cái vấn đề để nhận dạng hàng fake tiếp nữa, thì cái concept của iPhone 12 khi mà ra mắt ấy thì đã được Apple làm nhái và có được Trung Quốc làm nhái. Apple từ trước khi Apple ra mắt, chính thức ấy, thì đã được làm nhái rồi. Thế khi mà Trung Quốc làm nhái thì họ lại không chú ý đến cái màu sắc. Đến bây giờ thì vẫn nhiều máy người ta làm nhái chuẩn rồi, nhưng trước đấy thì những cái máy không chú ý đến màu sắc của camera, cụm camera. Thế nên là những cái chiếc iPhone 12 Pro ấy mà có cụm camera toàn bộ là màu đen ấy. Toàn bộ là màu đen ấy, không theo màu lưng máy nhé, thì đó là hàng fake hết. Và khi đi mua máy ở trên mạng thì hàng mua máy trực tiếp là thì anh em cần lưu ý như vậy. Cái này thì mình nói cho có thôi, chứ tại vì bây giờ mình anh em chúng ta cũng đều rất là thông thái khi đi mua hàng rồi. Thế là chỉ những cái bác nào mà các bác rất ít tiếp xúc với những cái máy này, các bác ở vùng sâu vùng xa ấy, thì các bác cần lưu ý xem video này của mình, các bác phải nhận diện như vậy nhé. Thì những chiếc iPhone 12 Pro xịn thì cái màu của camera này nó là một cái lớp kính bên trên, và cái màu nó sẽ là cái màu của cái lớp lưng luôn. Đó, như này nhá, màu xanh này, màu trắng này, màu vàng này và màu đen, nó phải chuẩn như vậy chứ không phải là đen cả cục đâu nhá. Đó, và camera của iPhone 12 ấy, thì nó sẽ là bốn camera, gồm ba camera lồ lên như này và một camera ẩn như này nhé. Thì bên trên là đèn flash đấy, chuẩn nó phải như thế. Thì khi mua máy hay mua online để yêu cầu chụp ảnh thì chúng ta đều phải lưu ý là như vậy. Đó là mặt sau lưng của máy đấy, cả táo và tiết này chúng ta lưu ý nhé, là màu sẽ là theo cái màu của lưng máy luôn. Đó, còn mặt trước thì sao? Đây, mặt trước thì đến iPhone 13 đến bây giờ vẫn chưa bỏ cái thỏ, mặc dù cái tay thỏ nó bé hơn thôi vẫn chưa bỏ được. Thế là khi chúng ta cùng xem mặt trước ấy thì chúng ta cùng lưu ý nhé, là tất cả những chiếc iPhone 13 Pro, 12 Pro thì chúng ta đều nhìn thấy là tay thỏ nó như thế này, và cái viền mỏng cạnh của tay thỏ và cái cạnh của màn hình rất là đều nhau nhé. Khi mà mình tắt màn hình đi ấy, thì nó đen là một khối luôn, nó tưởng chừng như là một, chỉ là một miếng đen ở trên mặt thôi. Đó, thì mới là màn chuẩn. Chứ nhiều khi là đi mua chụp ảnh đi cho anh xem thử cái màn như nào, thì cái màn xung quanh này chúng ta nhìn rõ cái viền, kể cả tắt màn hình đi chúng ta cũng nhìn rõ cái viền này. Thì đó là hàng fake, đó là màn rẻ tiền, đó là màn LCD thôi, đó không phải hàng xịn. Hoặc là khi chúng ta bật máy lên nhé, và cái viền màn nó không đều nhé, cái viền này nó đều suốt luôn, xuyên suốt là nó đều nhau tăm tắp luôn. Nếu như cái dưới nó dày hơn, cái cạnh nó mỏng hơn, đó, hoặc cái hai cạnh nó mỏng khác nhau, thì chắc chắn đó là màn có vấn đề rồi. Chắc chắn đó là màn vấn đề khi chúng ta đi mua máy. À, thì để khi mà chúng ta xem hình dáng ở mặt trước và sau thì chúng ta đã nhận diện được là cái máy nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết hơn vào cái màu sắc nhé. Thì thứ nhất thì ở đây mình sẽ nói này, tất cả những máy mình bán ra ấy, tại hệ thống bên mình có rất là nhiều mã, trong đó là có mã 99 và mã Aliu, nó chỉ khác nhau vấn đề pin thôi. Mã 99 thì mình sẽ để là pin dưới 92%. Đó. Còn mã Aliu thì mình sẽ để pin là trên 92%. Chắc chắn là một điều là pin 100% của những chiếc máy này bây giờ rất là hiếm nhá, không phải là nhiều đâu. Ta đi mua máy cũ mà pin 100%, bởi vì nhiều khách hàng dùng máy iPhone 13 hay iPhone 12 một tháng là đã mất khoảng 1% hoặc thì 2% pin rồi. Có nghĩa là tình trạng pin, tí mình sẽ chỉ chi tiết bên trong, là 99 hoặc 98 rồi.
Thế nên là máy mà đã ra mắt được mấy năm, gần 2 năm rồi thì đòi hỏi được pin 100% nó khá là hiếm. Cái đấy là gần như là mò kim đáy biển. Hoặc có mò được thì không khéo phải mớ vớ phải cái con máy nó là cái hàng bị lỗi xong nó phích lại pin. Rất là nguy hiểm nhá. Đó thì chúng ta tí cái đấy mình sẽ nói sâu cái đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ qua hình thức trước này. Thì khi mà những chiếc máy bên mình bán ra thì màu sắc hình dáng mình vừa nói là pin cao hay pin thấp, và nhưng mà tất cả là máy cũ mình bán ra rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, chứ còn đã là mã 95% thì nó xấu hẳn rồi thì mình bán rẻ hẳn luôn, rẻ hẳn vài triệu luôn. Nó chỉ bây giờ mình có chắc chỉ 17 triệu thôi. Đó, mình nói thẳng là như vậy. Nha, còn máy 99 hay máy Lalu nó phải đẹp như này này. Tất cả các cạnh rất là đẹp này. Đây, tất cả các cạnh rất là đẹp nhá. Đó, tất cả các cạnh rất là đẹp như này này. Đó, màu sắc của nó đẹp lắm. Đây nhá, ví dụ như màu bạc này. Màu bạc nó sẽ là màu trắng bạc, à màu bạc sẽ là màu inox, màu của thép này. Trong màu lốc màu thép này. Đó, màu vàng nó sẽ là màu vàng kim như này này. Giống như vàng 18K hay là vàng 24K đấy, vàng 18K đấy, kiểu như vậy này. Màu đen xám nó sẽ là màu đen bóng, và màu xanh như này. Khi đi mua máy thì chúng ta lưu ý như vậy nhé. Màu lưng và màu viền nó phải tương đồng với nhau. Màu đã lưng là xanh và viền nó phải là viền xanh. Lưng là xám thì viền nó phải là viền xám, lưng là vàng thì viền nó phải là viền vàng, và lưng là trắng thì viền phải là viền bạc. Thì để khuyên anh em cách mua máy thì anh em muốn màu bền nhất thì mua màu bạc, bởi vì màu bạc nó là màu thật, không phải màu mạ. Còn những chiếc máy màu như này đa phần là màu mạ thôi. Thế nhưng màu bạc chúng ta làm xước đi, chúng ta đánh nó lại bóng lại như thường. Nó rất là bền cái màu bạc này. Đó, mà lại giá còn rẻ hơn màu vàng hay màu xanh. Đây, khuyên anh em bật mí anh em là như thế nhá. Mình cũng thích màu bạc lắm, đánh nó lại bóng lại như thường. Đó, thì khi chúng ta nhìn cái viền ấy thì đồng nghĩa về chúng ta sẽ nhìn những cái nút. Thì mình thấy rất là hay ở một điều là chiếc nút của những chiếc 12 sẽ là màu rất là đều. Ví dụ như 11 Pro hay 11 thường thì dùng sau này bằng nhôm ấy, thì chúng ta dùng nhiều thì có thể cái nút nó sẽ bị bạc đi hơn nhiều một chút. Đấy, nhưng mà những chiếc iPhone 12 thì màu rất là đều và không bao giờ bị bạc đi nhiều. Chúng ta chỉ nhìn thấy cảm giác nó chỉ hơi lồi lên. Chúng ta nhìn thấy một cảm giác như là một khối và nó chỉ làm lồi lên, được điêu khắc đậm lồi lên thôi. Chứ nó không phải là hai khối rời nhau. Đó, nhưng khi chúng ta sờ vào nó rất là chắc chắn nhé. Rất là chắc chắn luôn, và chúng ta ấn nó rất là đều nhau này. Thì mới là phím chuẩn này. Chứ còn nếu ấn vào cái phím thì nó bị cứng hơn, một phím thì nhẹ hơn thì đã bị sửa rồi, đã bị fix rồi. Đó, hoặc đã bị lỗi rồi. Chúng ta phải sờ rất là đều nhé. Đấy, cái gạt rung cũng vậy này. Khi ta gạt xuống thì cái này nó sẽ màu đỏ này. Đó, màu đỏ này. Đây này. Đó. Bốn màu được như thế thôi, để đồng hồ nhá. Gạt lên này. Đó. Máy fake là nhiều khi gạt rung này nó không chuẩn, nó hơi bị lệch, nó không được thẳng hàng như máy xịn. Đó, là cái phím. Hay là cái phần khai sim nhá. Phần khai sim này, nó làm đều tăm tắp này. Cảm tưởng như là một cái điêu khắc vào đây thôi, chứ không phải là một khối rời nhá. Đó, mình nói lại này. Đó, khai sim rất là liền luôn. Chúng ta ấn chặt khai sim vào, chúng ta cảm nhắm mắt chúng ta vuốt, chúng ta chỉ cảm thấy hơi nhẹ nhẹ thôi. Chứ nếu mà khai sim nó thụt quá, thụt xuống nhá, hoặc là khai sim nó cao quá thì không phải khai sim xịn. Đó, em lưu ý là như vậy, mọi người lưu ý như vậy nhá. Tiếp nữa là chúng ta sẽ đặt sang bên này. Đây là cách phân biệt giữa hàng Mỹ và các hàng nước khác này. Thì riêng hàng Mỹ nó sẽ có một cái phần nhựa ở đây. Thì được nói, được nhà sản xuất người ta báo là đây là cái anten 5G ở bên Mỹ, chỉ có bên Mỹ nó có cái này thôi. Thế tất cả những máy sản xuất tất cả các nước khác ấy, thì nó đều không có phần nhựa này. Chỉ riêng phần Mỹ nó có cái này thôi. Màu gì cũng thế thôi. Đấy, ba chiếc máy này của mình là ba chiếc máy Hàn, còn đây là chiếc máy Mỹ nhá. Đó, thì chỉ có Mỹ nó có cái này thôi, lưu ý nhá. Chứ còn nếu mà máy kiểm tra bên trong là mã Hàn, mã LL gạch A, máy KH gạch A mà lại có cái này thì đây là vỏ của Mỹ, không phải vỏ chuẩn nhá. Đó, lưu ý là như vậy này. Đó, tí nữa chúng ta sẽ xem được cái vỏ chuẩn hay không. Đó, tiếp nữa là chúng ta sẽ xem đến cái phần nhựa, là cái phần anten của sản phẩm, của sản iPhone này, anten Wi-Fi như iPhone 6 ấy. Thì nó sẽ là cái phần nhựa của các màu như này. Thì cái màu này nó sẽ tương đồng với màu của lưng nhé. Đây, màu của cái nhựa viền nhé. Đây, hai màu này giống nhau này. Đây, màu sẽ tương đồng nhé. Đây, vàng này. Xanh là xanh này. Bạc là xám, xám là xám này. Vàng là vàng này, và bạc là trắng này. Đó, các màu sắc như vậy nhá. Đây này, đây cũng vậy này, màu sẽ tương đồng hết. Đó. Đây không biết là đây chỉ là bẩn thôi. Đó. Cái màu nhựa đấy nó sẽ là cái màu nhựa của cái chân sạc luôn nhá. Bên trong này. Đó. Thì như vậy nhá. Đó. Đây, cái viền như vậy, cái phần nhựa phải giống nhá. Màu tất cả các màu nhựa đều nhau hết. Đây này. Đó, đều nhau hết. Tiếp nữa chúng ta sẽ nhìn đến cụm bên dưới này nhá. Cụm bên dưới này nó sẽ là cụm loa hay mic. Thì là cái này nó nhiều anh em hiểu nhầm, nó là hai bên loa chứ không phải đâu. Apple hai bên loa trên và loa dưới rồi. Còn đây mới là loa. Còn cái ba cái tròn đây nó sẽ là mic thoại. Bên trong này nó sẽ là cụm hai mic ấy. Đó. Thì tất cả những cái này đều có cái chống bụi. Nó là một tấm lưới bằng kim loại chứ không phải là bằng nhựa đâu nhá. Thì chúng ta cùng nhìn kỹ này. Thì bên dưới cái tấm lưới này ấy, nó sẽ có màu như cái màu của viền thôi. Ví dụ như màu bạc này, màu vàng này, màu xám này. Đó, con màu xanh này,
lưu ý nha. Là tấm lưới này như này và sẽ rất là đều, nó bụi cũng được, đừng mới quá. Và sẽ không có một cái gì lõm xuống rồi nhá. Nó rất là đều luôn, ví dụ có một cái mà ví dụ cái này này, nó có vết lõm xuống ấy thì đã bị chọc qua rồi nhá. Đã bị sửa chữa rồi nhá. Đó thì đã không chuẩn. Đó, khi chúng ta đi xem chúng ta phải lưu ý nhìn cả những cái này nữa. Đó, về hình thức là như vậy. Còn cái cuối cùng để chúng ta có thể nhìn hình thức này. Thì cái này nó không phải dạng bo, chúng ta không viết viền được. Nhưng mà chúng ta cứ miết đi. Đó, chúng ta cứ miết những cái mép đi, xem có mép là bị hở không. Nó bóp này, xem có mép là bị hở không. Đó. Đó, cái cuối cùng là chúng ta ngắm nhá. Là xem cái này có bị hở không. Nó bị hở là sẽ bị cạy rồi ấy. Nó không chuẩn nhá. Đây các mép này xem có bị vết là vết cạy bên trong không, có vết xước bên trong không. Nếu có vết xước hay vết đổi màu bên trong là nó bị cạy rồi nhá. Đây và cuối cùng chúng ta nhìn camera nhá. Xem có một cái vết bụi nào hay không. Nếu có vết bụi thì có thể là chiếc máy nó bị mở ra hoặc có thể chiếc máy nó bị lỗi viền rồi nó bị bụi bên trong. Đó. Lý là không có vết bụi nào nhá và phải đen như này này. Nhiều chiếc máy fake nhá, camera là không bao giờ đen như này luôn. Camera nhìn rõ camera bên trong nhưng đây nó sẽ đen. Và ba cái cụm camera này sẽ không phải đều nhau nhá, cái này sẽ nhỏ hơn này. Cái này sẽ to hơn một tí này và cái này to nhất này. Đó. Nhìn kỹ bằng mắt thường nhá, nhìn trên camera nó sẽ đen hết nhưng mà nhìn mắt thường nó rất là đen, nhìn kỹ là nó sẽ có cụm vành to hơn. Không có bụi bên trong. Ok xong. Đến bây giờ xem bên trong. Đây. Thì để phân biệt giữa hàng các nước khác nhau thì cái này chắc nhiều người biết rồi đúng không? Đó, chúng ta chỉ vào phần cài đặt thôi. Chúng ta vào phần cài đặt này. Đấy. Vào phần cài đặt này, chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung này. Đây chúng ta vào cài đặt chung này, vào giới thiệu này. Đây này. Ở đây thì có tên máy là bao giờ nó sẽ là 12 Pro nhá. Tên kiểu máy sẽ là 12 Pro nhá. Đây này. Đó tên kiểu máy 12 Pro này. Và số kiểu máy nhá, thì ở đây là mình có máy Hàn nó sẽ là KH gạch ngang A này. Thì anh em đi mua ấy thì bao giờ những KH gạch ngang A thì bao giờ cũng rẻ hơn hàng LL gạch ngang A, rẻ hơn hàng Việt Nam gạch ngang A, VN gạch ngang A và rẻ hơn hàng Z gạch ngang A, rẻ hơn hàng B gạch ngang A. Bởi vì máy KH hiện tại giờ là rẻ nhất. Mình không tính cái máy Trung Quốc hay là không tính máy Ả Rập thì máy KH hiện tại bây giờ là máy rẻ nhất mà hiện tại bên mình đang có. Thế nên khi anh em đi mua ấy mà anh em thấy KH là người ta bán bằng LL thì anh em tốt nhất anh em không nên mua. Anh em bỏ rẻ hẳn anh em mua, bởi vì bên mình bán rẻ hơn hẳn triệu cơ chứ không phải rẻ nhiều nhá. Máy KH bây giờ hiện tại chỉ có hơn 19 triệu thôi đấy. Thì đây nó là cái tên kiểu nước này. Nếu mà anh em nhìn thấy KH mà bên cạnh này nó lại có cái nhựa này thì anh em bỏ luôn, bởi vì máy này máy thay vỏ nhá. Nếu anh em nhìn thấy VN gạch ngang A mà bên cạnh có nhựa thì bỏ luôn. Còn nếu anh em thấy LL gạch ngang A mà bên cạnh nó không có cái nhựa này anh em cũng bỏ luôn, bởi vì máy này là máy thay vỏ đó. Đây còn cái quan trọng nữa này, khi mà anh em ấn vào đây nhá, bạn ấn vào đây nhá, đây này, ấn vào cái số kiểu máy này thì nó sẽ ra một cái dãy tên modem của máy. Đây. Như con này là A2341, con này là A2370. Các nước khác nhau thì modem nó sẽ khác nhau một chút. Cái này không biết là quy định Apple nó khác nhau như thế nào, bên trong phần cứng là như nào. Nhưng mình chỉ cần biết là khi nếu cái mã như này thì chúng ta sẽ chọc cái SIM ra. Chúng ta sẽ chọc cái SIM ra. Đây nha, chúng ta sẽ kéo cái SIM ra và cái bên dưới này chúng ta nhìn ở bên dưới này. Đó. Các bạn nhìn thấy cái trắng này không? Thì nó sẽ chính là cái modem đó. Cái này nó sẽ chính là A2407. Chính là A2407 nhá. Giống như thế này. Chứ còn nếu mà ở trên cái phần này là A2341 mà dưới phần này là A2407 ấy, cùng một con máy ấy, thì chắc chắn là vỏ bị thay. Chắc chắn là vỏ bị thay nhá. Phần dưới màn hình nhá, đây này. Con máy nào của Apple thì người ta cũng sẽ in một cái thông tin nào đó ở trên máy thôi. Đó, còn cái phần khai SIM này, nó là email. Thì anh lưu ý là cái email ở trên khai SIM này rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao mua máy mới không có nhá. Mua máy mới mà không có email này đã bị thay vỏ đấy. Bây giờ máy mới thay vỏ đầy luôn. Bởi vì cái vỏ con 12 Pro nó phải tầm rơi vào khoảng vỏ xịn phải tầm 5 triệu mà trong cái vỏ đều chỉ có 2 triệu thôi. Thế nó chỉ cần thay vỏ nó bán nó bắt đóng mới bình thường mà mọi người tưởng là mới mà mọi người lại bị lỗ mà chúng nó lại được tiền. Thế nên là lưu ý nhá là khai SIM nào cũng phải có email. Nhưng mà máy cũ thì rất là khó đòi hỏi là khai SIM nó trùng với máy. Email này trùng với máy bởi vì là nhiều khi test một đống máy này mà lắp nhầm, thợ là bảo nó lắp nhầm là chuyện bình thường. Thế nên chúng ta đi mua máy mới là phải trùng, còn máy cũ thì có thể bỏ qua được. Bởi vì mình nói thật là nhiều khi bên mình cũng bị chầm nhầm khai SIM với nhau. Đó, nhưng khai SIM là phải có email nhá. Khai SIM có email là sẽ là khai SIM chuẩn. Lắp vào đây nó khít là được. Đó, là cái mà chúng ta đi xem được cái modem A và cái email. Còn cái mà chúng ta xem được bảo hành như này nhá. Đây là ví dụ như máy này nó còn hết hạn bảo hành đến ngày 4 tháng 4 năm 2022. Thì cái này khi chúng ta dùng một thời gian nó sẽ hiện lên, còn nếu mà chúng ta dùng mới format lại cho nó không hiện lên. Còn để kiểm tra có chuẩn còn bảo hành hay như nào không ấy thì đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái trang web cho mình và cái chủ Apple các bạn sẽ check. Thì cái này cho các bạn check được là biết máy này có phải là máy chuẩn của Apple không, có phải là máy bị hỏng Apple bảo hành hay không.
có phải máy thương mại bình thường hay không thì cái này cũng rất là quan trọng. À, các bạn copy ấn vào cái serial number này nhá. Các bạn ấn copy giúp mình, ấn copy nhá. Nó các bạn vào cái trang chủ của Apple này, cho các bạn vào cái trình duyệt Safari nhá. Các bạn gõ là check iPhone này. Lưu ý một điều là các bạn không được vào những trang emailinfo.com đấy nhá. Bởi vì những cái trang đấy ấy, nó sẽ đánh cắp thông tin của điện thoại và nó sẽ bán ấy. Thì nhiều khi chúng ta sẽ bị ai cloud ẩn ấy. Nên chúng ta chỉ check cái trang chủ của Apple thôi. Đó, trang này nhá, trang có logo của Apple này. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ paste cả cái serial number của chúng ta vừa download về vừa copy ấy. Email cũng được. Nhưng email phải bỏ khoảng cách này nhá. Chúng ta gõ captcha này. Đó. À gì? 9A này. Đây. Mình có sai captcha rồi. H6VK. Ô, sao mấy lần có sai nhỉ? 5 tiết tiết đây nha. Đó thì ở trên này nó sẽ báo một tích xanh, có nghĩa là máy này được bán ra hợp lệ, được một tích xanh bán hợp lệ nhá. Dãy số đây, tên máy đây, thì cái này nó không hiển thị màu sắc đâu nhá, cái này nó hiển thị tất cả các màu vào với nhau, có bốn màu như này này. Chứ nó ngày xưa thì nó có hiển thị theo màu sắc, nhiều người cứ tin tưởng là cái màu sắc chuẩn, nhưng mà cái này chỉ là hiển thị là cái máy đấy thôi. Đó, và cái này hết hạn bảo hành rồi thì nó sẽ là cái ba cái dấu chấm than, hai dấu chấm than màu vàng này, có nghĩa là nó đã hết hạn bảo hành rồi. Đó, còn một dấu bán thực tế này đấy, ví dụ như con máy này còn bảo hành nhá. Nhiều khi check ở trên này không có, bởi vì là vừa format xong ở trên này nó không có, nhưng mà check trên trang đấy nó sẽ báo bảo hành. Thế là lưu ý là khi mọi người đi mua lên check trang này nhá. Còn nếu mà muốn check thời gian kích hoạt thì mình đã hướng dẫn vào video rồi, có nghĩa là mọi người đăng nhập iCloud vào trang check thôi thì mọi người sẽ biết được cái thời gian kích hoạt của nó là như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối wifi, mình check thử con này nhá. Thì nó sẽ ra hai cái nút xanh, trong đó là muốn một cái nút xanh là nó còn bảo hành. Đó. Đấy nhá, chúng ta sẽ vào cái trang này, chúng ta sẽ ấn vào check iPhone này. Đó, gõ sai chính tả nó vào đúng cái trang chủ luôn. Đây, chúng ta lại paste đây nhá. U42 này. Đây này. Đây, như chiếc máy này nhá. Đó. Như chiếc máy này. Chết rồi, mình lại vừa đăng nhập cái iCloud vào đây mất rồi. Đây thì nó sẽ đủ hai nút xanh này. Đó. Thì trong đó là cái nút xanh này nó sẽ báo là thời gian hết hạn bảo hành nó bao nhiêu lâu. 4/4/22 nhá. Đó, còn không có hai nút xanh nó hết bảo hành rồi. Đó, khi đi mua máy là chúng ta lưu ý là check, chỉ check trên trang này để chúng ta kiểm tra ra cái máy xuất xưởng chuẩn hay không. Còn nếu mà check mà không ra series ấy thì nó là cái máy như này này. Máy đánh cắp này. Máy mà được Apple bảo hành nhưng mà người ta đổi cho khách hàng con khác rồi, và con đấy người ta hủy email hệ thống nó không quản lý này. Máy bán cho những người làm video này. Không quản lý này, có nghĩa Apple người ta không quản lý nữa thì những email đấy chúng ta sẽ không check ra, và máy fake. Thế nên mà trong trường hợp chúng ta check ra mà email đỏ như vậy ấy, thì một, nếu tin tưởng hàng chúng ta mua những yêu cầu bán ra rẻ thôi. Hai là chúng ta không lấy luôn, bởi vì nếu mà dễ dính vào cái hàng mà ví dụ bán cho kỹ thuật viên đã ngon, nhưng dính vào cái hàng mà ví dụ như là hàng lỗi chảo hành hoặc là cái hàng ăn cắp ấy, thì rủi ro so với sau này rất là nhiều. Thế khi đi mua chúng ta nên kiểm tra là những chiếc máy nào có thời gian bán ra hợp lệ như này nhé. Nhiều trường hợp anh em kiểm tra mà nó vẫn còn là dấu chấm than và nó báo là không biết thời gian bán hợp lệ và như thế nào, thì đơn giản thôi, những trường hợp đấy cũng có thể xảy ra. Bởi vì khi những nhà phân phối ví dụ như Viettel của chúng ta phân phối mà người ta không kích hoạt rõ ràng ấy, thì nó sẽ trường hợp xảy ra, thì khi đó chúng ta đơn giản thôi, chúng ta sẽ chọn một cái ngày chúng ta mua và chúng ta đăng nhập iCloud và chúng ta chọn một ngày chúng ta mua, thì máy nó sẽ báo được cái thời gian kích hoạt chuẩn và thời gian mua chuẩn đó nhá. Cứ có hiện dấu chấm than là màu vàng hoặc là dấu màu xanh là được, tốt nhất là lên dấu màu xanh, còn nếu mà hiện màu đỏ ấy thì bỏ nhá, bỏ mà lấy nhá. Đó thì đơn giản khi đi check iPhone 12 là như thế thôi. Ngày nay thì mình làm clip nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Còn về chi tiết hơn ấy thì thiếu sót hay chi tiết hơn thì anh em có thể bổ sung bằng comment bên dưới, hoặc là nếu mà mình nói gì sai thì anh em có thể đóng góp giúp mình để mình hoàn thiện hơn trong clip sau. Còn ở đây thì đến lượt mình thì mình cũng quảng cáo qua. Thì nếu anh em hiện tại tin tưởng xem video này và tin tưởng muốn mua hàng ấy, thì em có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0256526789, hoặc anh em có thể là comment cái số điện thoại anh em vào dưới video này. Hoặc là anh em có thể đến tại Hải Phòng, em qua trực tiếp là 170 Đằng Chay. Website mình thì là mmjvn, anh em có thể đặt hàng ở trên đấy thì bên mình sẽ ship anh em. Nếu anh em ở xa thì ship COD nhá. Những chiếc máy này thì hoàn toàn có thể ship COD được. Nhận hàng anh em phải thanh toán. Thì bên mình bảo hành những chiếc máy này đều là 12 tháng hết. Nếu anh em mua ở xa thì sẽ là 1-1 trong vòng 45 ngày. Trường hợp bị lỗi thì mình sẽ đổi cho anh em chiếc máy khác. Đó. Và mình nói lại,
Hiện tại bây giờ mình bán những chiếc máy rất là rẻ nhé. Bây giờ nó là đầu năm 2022, có nghĩa là tháng 1 năm 2022. Thì bên mình đang bán những chiếc máy này ấy, giá chỉ hơn 19 triệu thôi. Giá chỉ hơn 19 triệu thôi nhá. Về sau này chắc chắn về càng về sau nó càng rẻ. Đó, chỉ những dịp Tết này này, sắp tới hàng khan thì nó có thể sẽ nhích giá là một chút. Nhưng còn nếu mình còn hàng mà mình không phải nhập mới về và không bị nhích giá thì mình vẫn bán giá đấy thôi. Chi tiết để cập nhật giá chi tiết anh em vào website mobile.vn giúp mình nhá. Thì mình sẽ báo giá cụ thể hơn. Đó, thì ngày hôm nay mình làm ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn anh em xem clip và chào, hẹn gặp lại anh em.